Rồi, chào anh em nha. Thêm một cây Yamaha chất lượng tốt, giá rẻ nữa giới thiệu với anh em. Đây là cây Yamaha Aquatic FZ151 nha. Hôm trước mình có một cây 151B, cây hơi xước sát cái đó bán rồi nha anh em nha. Cây này là FZ151, ngoại hình cũng hơi xước nha anh em nha. Đây nè, cái chỗ này là cái miếng dán của cái người bên Nhật đó, họ dán, họ ghi tên gì họ vô không biết nữa. Giờ lột cái miếng dán ra còn in cái tên họ trên này luôn nè. Tên thì là cái chữ gì họ ghi, cái ký hiệu gì mình cũng không biết nữa nha. Mặt tớp có vài vết xước sát nhẹ nhẹ, sau lưng cũng có nha anh em, đàn cũ. Còn lại chất lượng âm thanh, cần phím các cái ok hết nha anh em nha. Khóa vẫn là khóa riêng của Yamaha xịn sò luôn anh em. Đàn này mình thanh lý 1.600.000 nha. Bình thường anh em mua thì hơi bị cao, những cái đàn này nó xước sát cho nên mình thanh lý giá rẻ cho anh em nha. Đàn cũ mà chất lượng âm thanh ok là được rồi. Anh em nào mua âm thanh, mua chất lượng, chơi cây này ngon lành nha. Còn anh em nào quan tâm đến ngoại hình, alo mình đưa cây khác cho anh em. Cây này là âm thanh thì ok lắm anh em, cần phím cũng ngon nha. 1.600.000, mình quay ngoại hình rồi mình sẽ quay gần, mình test cần phím cho anh em coi nha. Rồi, mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Gần đây có rất nhiều sản phẩm mới, giá rẻ, chất lượng tốt, mời anh em theo dõi nha. Gần cho anh em coi, xước nè anh em, xước nha, cẩn xước. Đây nè, vài vết nè, còn cái chữ người ta dán nè, lột ra thì nó như vậy nha anh em. Xước sát vài vết, cho nên giá nó rẻ nha anh em. Chứ bình thường thì mấy cây đàn Nhật này nó cũng không có rẻ gì đâu anh em. Chất lượng nó, giá nó cao lắm, chất lượng tốt mà. Logo Yamaha nha. Đây, khóa Yamaha. Ở đây có xước miếng, nói chung là đàn nó xước sát rất nhiều, nhiều chỗ lắm, mình thấy chỗ nào mình chỉ cho anh em. Không bể vỡ, không hư hỏng gì nha anh em nha, chỉ là xước sát cũ thôi. Đó, xước sát cũ. Đây. Ok, xước sát nè, đó. Chỉ vậy thôi, còn lại là chất âm thì tuyệt vời lắm anh em. Cây này đặc biệt. Nhà hôm qua nay mình test hai cây Yamaha 151, cây nào âm cũng tuyệt vời hết. Đây, action chuẩn nha. Đó, action là đẹp chuẩn luôn. Cho anh em âm thì tuyệt vời rồi anh em. Anh em nghe thấy không? Cần phím ok. Cần phím không lỗi lầm, không rè tẹt gì nha anh em nha, rất là ok luôn. Từ đầu đến đuôi mình test cho anh em coi đó. Action thì chuẩn, cần phím thì ngon lành nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm bổng của nó. Âm vang tốt, ngon lành nha em nha. Sở dĩ mình biết âm nó hay, nó vang, tại vì mình đã đánh thử rồi, mình test thử rồi. Cái này mình test cho anh em nghe thôi, âm nó rất là thanh, tiếng nó sáng lắm. Nha anh em nha. Có nhiều anh em dặn mình là có những cái đàn như thế này thì gọi anh em, liên hệ với anh em giùm. Thật sự là mình không thể gọi và không thể liên hệ được nha, tại vì mình chưa biết các anh có mua hay không mua hay như thế nào, mình không biết. Nhiều khi có những anh mình gửi clip mấy anh cũng chả quan tâm gì đến á, cho nên nó rất là phiền cái vấn đề đó luôn anh em, rất là khó nha anh em. Mình cũng nói với anh em nhiều rồi, thí dụ anh em mà có quan tâm đến cửa hàng mình, anh em đăng ký kênh rồi theo dõi bài đăng của mình sẽ gặp những cây đàn tốt chất lượng thôi. Tại vì có nhiều anh em dặn mình vậy đó, có cây nào ngon ngon mày gửi anh, mày nói anh, đến lúc mà có đàn cái mình báo mấy anh lơ luôn à. Cho nên vì vấn đề đó cho nên mình ngại vấn đề mình báo anh em lắm nha. Đó, anh em thông cảm giùm, mấy anh thông cảm giùm cho mình nha. Đây, Yamaha FZ151, made in Japan, giá 1.600.000 nha anh em nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có thông tin của cửa hàng nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.